thiệt ấy. Ủa lòng cho tỉnh cho ba. Chị đi đỡ quá luôn á, đỡ có động lực gì. Ráng tuần đi làm cũng đỡ, bữa nặng dễ sợ luôn. Không có một lì cựng cái gì. Ừ, một lì đi tìm chỗ đỏ quanh đi. Được, dưới này cũng được nè. Chị này chị đào giỏi lắm. Phúc Lâm rồi rung tay rồi. Nãy cái nó là trào lông mà vậy thôi. Của mình là trào lông đúng không vậy thôi. Ráng cầm cự vô luôn. Nhanh quá à. Rung rồi Phúc ơi. Tìm hai lần rồi đấy. Dì Thùng ơi, cho em cái kẹo dì Thùng. Không không, đừng cà phê nữa trời rồi. Thank you. Mẹ đi Phúc. Nãy quốc khách ly nó luôn đó chứ. Trầu. Chị bán riêng qua em xíu nữa nha. Nhưng mà em phải uống cái thuốc này nó hết sợ.
từ sao bên ba là em muốn thì về uống uống buổi sáng là sáng mới trưa là hai viên đầy cân luôn. Không biết nè. Về đi, mất lặng lại. Về nằm nghỉ ngơi khỏe, đừng lặng nữa, lặng mà được. Mang sao muốn không biết. Cái buổi trưa biết mang sao muốn, tiền túi sao muốn. Cái mặt em xong rồi. Chị bạn này mấy tiếng đó chị hả? Trang gò mã. Trang bị áo chị nghe đi. Gò mã đấy chị mà nhớ đi. Trang nói đúng. Trang có cục mù ngủ chứ không. Trang bị tiết. Tiết ghê luôn. Trang đẹp đi. Đẹp nhưng hơi tiết. Rồi. Đẹp nhưng hơi tiết. Trang đẹp nhưng hơi xu. Xấu xí. Cái này bên vệ sinh mà nó ngồi xem mình uống đi. Cái nước này em càng ra em càng chấm cho chị. Em cứ chấm cho chị. Mũi thì là ok nhưng mà sợ mũi sau em bị tụt đó. Chắc chắn thầy luôn là thầy phán. Chị đứng đường dưới với em. Đứng dưới đây kìa. Chị đứng dưới. Ai buồn. Con chuồn chuồn. Em về á? Về ăn hả? Ôi sao em tin ban được thì em ngủ qua. Em tin ban xong khoảng lúc nào mặt ổn. Mày không giờ cho em tin ban được rồi đó. Mà em một ban ghê mà em tin ban đi rồi em uống thuốc lắm. Kháng sinh ra ấm khô. Nên là thật sự không bị luôn. Em qua anh ta luôn đây kêu ta tiếp cho em đi. Em nói hát. Cho nó đang bị ấy mới á. Đây nè, giờ nó nè. Nó bị đẩy lên phía trên một cái. Như vậy. Nó bình thường quá đi. Em bê là nhát. Cao mệt mẹ vô. Cao mệt người khác là gặp người khác người ta sẽ tiêm cho bé đó là từ không tiêm được. Tại vì nếu mà nó tiêm chỉ tiêm cho nó là nó tiêm tan là nó cũng tan bớt bớt thuốc của nó. Đó, bà bị rất là chưa dòng đợt
đi tiêm 8 vì là vitamin là tiêm chứ rồi. Cho tiêm thôi chứ đừng uống. Chị nói thương người. Cuộc sống này không đấu ác với cái gì đâu. Chị Loan luôn làm được với lương tâm. Trời. Ta làm với chị Loan rồi bữa sau mới tìm đẹp vào đâu. Có bây giờ. Bà Giờ ơi. Chị Loan đi. Đúng rồi. Hôm bữa ta đi hụt mờ bùng. Bà Giờ ơi, bà em hết lọc rồi. Chị phải làm sao đây? Tiếp. Ta di trừ cục không đi, quanh tay, rờ cái chỗ một cục chỗ nữa. Filler nhưng mà không đều cái này. Dạ em đeo tâm đó. Khuyên á. Chữ rờ quanh tay chỗ một cục ấy, sợ thật sự. Một xịt nghe, 2 năm dịch mà vẫn còn cục. Nó là cục mà. À. Giờ nó là tìm loại 86 là bóng loại. 88 là chị? Tao không biết. Nó tìm cái loại nó là loại là ấy thì nó. Mà tương nó có sạc đúng không? Sạc cục không? Rồi nó có sạc xong. Không kịp rồi. Thôi giờ. Giờ phải đo. Dạ. Không cao hơn đó. Không cao hơn đó. Không cao bằng đó. Đúng giờ về ăn đi bay nữa. Trời. Đó, cho nắng. Nghe bay không biết. Đi bay không?